Mấy năm nay bà đi đâu mà tôi không tìm được bà cũng không liên lạc được luôn. À, tôi có công việc ở nước ngoài á, cũng hơi bận cho nên không có về. À, đây là... À, đây là chồng tôi. Mà bà có chỗ ở chưa? À, tôi chưa. Về nhà tôi ở nhá. À, không, về nhà mai không tiện đâu. Thôi, mấy năm rồi mình mới gặp được nhau mà. Về một hai hôm cũng được, về nhà tôi ở nhá. Thế bà bảo rồi đúng không? Rồi, ăn đi nha, ăn tôm nè, ăn nhiều vào nhá. Cao thích ăn hải sản. Ồ, lâu năm lắm rồi tôi quên mất. À, vậy thì thôi, ăn thịt nhá, ăn nhiều vào nè. Em có sao không? Để anh dọn cho.